Có những người coi cái việc làm vườn là một cái việc gì đó rất là nặng nhọc, là những cái việc gì đó rất là khắc khổ. Nhưng mà có những người chẳng hạn giống như mình thì là yêu thích cái công việc làm vườn và cảm thấy là đi ra vườn mà có nhìn thấy hoa đẹp, rồi nhìn thấy cây cối, rồi nhìn thấy những cái trái ăn quả, những bông hoa đua nhau nở, thì nó là một cái điều rất là tuyệt vời. Và mình rất là thích mỗi lần mà ra cái khu vườn của mình, đây là một cái cây ổi này mà nó đang ra những cái trái ổi rồi đó, và sau một cái mùa bão mà nó rụng quá trời trái ổi của mình đi, thì hôm nay bây giờ nó đã đậu được những cái trái ổi xinh xinh như thế này, các bạn thấy không? Đó, và cảm thấy rằng và cái chị nhân công này á, là cái chị dọn vệ sinh ở bên ngoài làm sạch môi trường á, chảy vô thấy cây vả và chảy xinh, và mình đã nói là ở bên đây có những cái trái rất là bự hơn này chị ơi, chị cứ qua chị lấy đi, chị đừng có ngại, chị cứ lấy về chị dùng. Đó, tại vì mình rất là thích ở quê những cái chỗ đó, tức là mình có một khoảng vườn mình có thể trồng, mình ngắm hoa, mình trồng cây ăn trái và mình được ăn những cái trái ngọt ở trong cái khu vườn của mình. Đó là một cảm giác rất là yêu mến luôn, một cảm giác rất là tuyệt vời. Đó, và đây là cây ổi, mình cũng trồng thêm một vài cây ổi, cây mít này, nhưng mà chưa thấy nó lên trái, chắc phải bón phân nhiều vào đây. Mình dùng phân hữu cơ ha, và phun phân bò, xin phân bò ủ trấu ở dưới quê của người quen họ hàng đó. Và đây là có một cái vườn mà rất là hầm bà lằng cả ngải cứu nữa, mà mình rất 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 là thích luôn. Còn đây là cái khu hồ để mà mình trồng.